Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 tại chợ lớn trong một gia đình 6 anh chị em và có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống khó khăn nên việc học hành của ông bị giang dở. Niềm đam mê ca hát của ông cũng không được bố mẹ ủng hộ. Học hết lớp 5, ông lén cha mẹ tới nhà thầy Văn Vĩ học ca Cải Lương Vũ Linh một ngôi sao sáng của sân khấu Cải Lương. Anh từng được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng mà cho đến nay chưa có nghệ sĩ nam cùng thời nào có được sức hút khán giả bằng anh. Năm 2016, Vũ Linh bất ngờ xuất hiện trong chương trình truyền hình Sao nối ngôi hỗ trợ cho cháu gái Hồng Phượng với tiết mục duyên kiếp được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Cũng trong năm đó, cháu gái của Vũ Linh là nghệ sĩ Hồng Phượng đã đoạt giải Á quân và có những bước đi rất vững chắc trên con đường sự nghiệp cho đến hôm nay. Sau chương trình đó, vì lý do sức khỏe, Vũ Linh gần như không nhận lời tham gia biểu diễn ở bất kỳ sân khấu nào. Khán giả cả nước cũng như các kiều bào luôn mong đợi sức khỏe của anh phục hồi để được xem anh xuất hiện trở lại trên sân khấu. Dù không còn ở độ tuổi trẻ trung như xưa và nhan sắc cũng có phần hao mòn vì trải qua thời gian điều trị bệnh nhưng tinh thần ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng vẫn vô cùng minh mẫn và vui vẻ. Vũ Linh vẫn giữ phong độ và ánh mắt tinh anh, nụ cười rạng rỡ làm say đắm khán giả một thời. Sự trở lại lần này của anh khiến công chúng mộ điệu cải lương thêm phần háo hức được nhìn lại thần thái ông hoàng một thời. Những bầu đoàn khi đó vẫn truyền tai nhau rằng sân khấu nào có Vũ Linh thì sống khỏe. Một thời, cái tên của Vũ Linh chỉ cần xuất hiện trên băng rôn thì những đêm diễn dù chỉ một trích đoạn trong vở cải lương cũ ở một đoàn tỉnh lẻ hay một chương trình đại nhạc hội xa tít vùng ven vẫn thu hút hàng ngàn khán giả. Vũ Linh được xem là thần tài của các sàn diễn cải lương. Để mời được ông, có đoàn hát còn chấp nhận cho Vũ Linh hưởng một nửa doanh thu đêm diễn để sàn diễn được sáng đèn và nhân viên trong đoàn còn có lương. Thành công là vậy nhưng với đồng nghiệp, ông chưa bao giờ tỏ thái độ kiêu căng, ngạo mạn. Vũ Linh cũng thường xuyên làm từ thiện nhưng không bao giờ khoe khoang trên mặt báo. Năm 1997, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình, Vũ Linh đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, đạt hạng nhì trong 10 diễn viên được ưa thích nhất trong năm 1989, đạt hạng nhất trong 10 diễn viên được ưa thích nhất trong năm 1990, huy chương vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang năm 1991, huy chương vàng giải xuất sắc Trần Hữu Trang với trích đoạn bức ngôn đầu đại Việt năm 1995, giải mai vàng năm 1999 bên cạnh đó Ông cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều video, MV ca nhạc như Duyên tình, Tình đời. Ông cũng tham gia diễn xuất trong phim Cô bé mộng mơ và Búp bê kỳ quái là một nghệ sĩ đa sầu, đa cảm. Cả đời ông gần như dành hết sự yêu thương, lo lắng cho cha mẹ và các em nên quên nghĩ tới phần mình. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì những biến cố trong gia đình liên tiếp xảy ra với gia đình và bản thân khiến ông chìm trong men rượu để quên sầu. Khi còn là một kép hát tình lẻ, Vũ Linh có mối tình sâu đậm với một thiếu nữ xinh đẹp, con nhà giàu nhưng vì bố mẹ nàng phản đối nên cả hai đã chia tay trong nước mắt. Trên sâu khấu, khi ở thời Hoàng Kim, ông hát cặp với ai là người đó trở nên nổi tiếng, nhưng ông vẫn cảm thấy trái tim cô đơn. Sau mối tình đầu, rất lâu sau ông mới có tình cảm với một cô gái ở gần nơi đoàn diễn thường đóng đô. Cả hai yêu thương và sống với nhau như vợ chồng. Họ có cậu con trai nhỏ nhưng đến khi 2 đến 3 tuổi, cậu bé chẳng may bị giật kinh phong rồi đột ngột qua đời. Cú sốc này lần nữa khiến Vũ Linh quay trở lại những tháng ngày ngập trong hơi men. Rồi không chỉ men rượu, ông xa vào ma trận đỏ đen. Có những trận ông thua trắng cả ba căn nhà, phải bán nhà, bán đất để trả nông oai cờ bạc. Vũ Linh cũng suýt dính vào ma túy thuốc lắc nhưng ông biết dừng lại đúng lúc khi nhận ra đứa con gái nuôi của mình bỏ nhà đi bụi, vì thầy cha cứ bỏ nhà đi chơi. Cha đi được thì con cũng đi. Thời điểm đó Vũ Linh như điên dại, chạy khắp nơi tìm con, mẹ anh hay tin lâm bệnh nặng và sau đó qua đời. Ngày anh tìm được con gái nuôi, đứng trước phong linh của mẹ, anh thể không bao giờ đụng đến lá bài. Máu đỏ đen suýt đốt cháy cả sản nghiệp mà tội lỗi hơn là nó đã đẩy anh vào tội bất hiếu. May thay khi mẹ anh qua đời, bà cũng đã kịp nhìn thấy sự sửa sai của con trai. Khi cải lương hết thời, nghệ sĩ lui về hậu trường và vắng bóng dần trên các sân khấu, nhưng tiếng tăm của ông vẫn được người hâm mộ nhớ đến. Ở tuổi 60, Vũ Linh vẫn sống cô đơn và không kết hôn, nhưng ông không cảm thấy buồn bã nữa bởi tình cảm và sự yêu thương của bạn bè và nhiều thế hệ học trò dành cho. Dù nổi tiếng với nhiều vai diễn cùng các cô đào trên sân khấu, nhưng ngoài cuộc sống anh lại có đời sống tình cảm khá lận đận. Tình đầu của Vũ Linh là một thiếu nữ xinh đẹp, con nhà giàu. Tuy nhiên, bố mẹ nhà gái phản đối nên cả hai đành chia tay trong đau khổ. Rất lâu sau đó, anh mới có mối quan hệ mới với cô gái ở gần nơi đoàn diễn. Cả hai sống với nhau như vợ chồng, họ có cậu con trai nhỏ nhưng đến khi ba tuổi, cậu bé bị bệnh chẳng may qua đời. Anh đau đớn và tìm đến rượu để vơi bớt phần nào sự mất mát. Tình chắc trở, Vũ Linh đã từng yêu và tính đến chuyện kết hôn với nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm nhưng ở đầu cuối cả hai lại chia tay trong yên lặng. Mặc dù được nhiều cô đào nổi tiếng tài sắc thương thầm nhớ trộm nhưng anh vẫn không tiếp đón ai. Đến ở đầu cuối, nghệ sĩ Vũ Linh vẫn chọn đời sống độc. Để có tiền trả nợ, Tôi nhận quay phim video cải lương, mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, còn lại thì giam mình trong phòng thu rồi ra phim trường. Tôi muốn làm lại từ đầu, rũ bỏ tất cả những ký ức đen tối. Lúc đó, tôi mới thấm câu nói của ông bà, thắng bản thân mình thật khó. Nghệ sĩ Cải Lương Vũ Linh là người khá kín tiếng với truyền thông. Ở tuổi 62, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng chọn cách lui về hậu trường và hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Anh được rất nhiều nghệ sĩ biết ơn và quý trọng vì sự tận tâm làm nghề. Không ít lần Vũ Linh đã giúp đỡ những nghệ sĩ trẻ trong các vở diễn. Nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy từng gọi Vũ Linh là người mình thương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.